Chào mừng các bạn đã đến với những trận đấu của sân Phú Yên. Và đây là trận đấu của hai đội tuyển nữ chúng ta. Cô gái rất nhỏ nhắn và đáng yêu. Cho anh tác nghiệp nhé. Dạ vâng anh. Tác nghiệp một tí. Em là nữ massage nhá. Nữ massage. Anh đã ghi vào nữ massage chưa? Rồi tí nữa anh ghi. Dạ vâng, bên em nữ massage nhá. Cái này em lên YouTube sẽ có chứ. Dạ vâng. Anh là bên gì đấy? Anh bên bóng đá Phú Yên. Đây là một trận đấu của đội nữ Phan Barca. Phan Barca mình là tên là gì em nhỉ? Barca gì nhỉ? Hay chỉ là Phan Barca Việt Nam thôi? À Barca Hà Nội à? Đội mình toàn các bạn nữ của Hà Nội đúng không? Em có thể nói cho anh. Em nói đi. Em phải nói anh có hỏi đi. Đội thì lập lâu chưa? Em lập được 3 năm rồi. 3 năm rồi. Ok. Thế là đội mình sinh hoạt thường xuyên ở sân Sơn Trang 2 đấy đúng không? Bọn em định là 20-30 là chủ nhật. À, ok. Rồi. Cảm giác được xem những cô gái của chúng ta thi đấu rất là tuyệt vời. Đây là những chàng trai rất đáng yêu. Hơi tiếc hôm nay tôi lại không mang máy quay theo. Câu lạc bộ Barcelona nổi tiếng với lối đá tiki taka, với đầu tàu là Lionel Messi. Và chúng ta đang thấy những cô gái fan hâm mộ của Barca, có lẽ cũng là thần tượng của Lionel Messi. Với những huyền thoại như Ronaldo béo hay là Johan Cruyff. Đội mình là sinh viên hả em? Mình có group trên fanpage không? Các anh có thể like page cho em mà. Bóng đá nữ. Bóng đá nữ à? Fanpage tên là gì ạ? Fanpage là gì nhỉ? Barca. Quên rồi. Xin lỗi, fanpage của mình quên. Không phải. Fanpage của mình hay khác nhóm đấy. Trời ơi, trang của mình quên. Đội bóng đá nữ. Đội bóng đá nữ Barca Hà Nội thành lập được 3 năm. Đa số là các bạn sinh viên. Thật sự là một fan của bóng đá tôi rất thích được chứng kiến những cô gái thi đấu trên sân. Đội các anh có thể like best cho em. Là đội bóng nữ Barca tại Hà Nội. Ok ok. Cái này sẽ đưa lên trong cái clip của mình. Đội bóng nữ Barca Hà Nội đúng không? Okay. Đây là thành phần ban huấn luyện viên của đội nữ Barca Hà Nội. Đội mình đã từng đá giải nào chưa em? Em có đá giải
bóc lại rồi đấy. Giải rồi đúng không? Giải sinh nhật VFF 2 tuổi. À, giải sinh nhật VFF 2 tuổi. Đây là một bạn nữ thi đấu vị trí trung vệ, có thể hình rất tốt so với những bạn còn lại trên sân. Cảm giác nhìn những cô gái đáng yêu của chúng ta thi đấu rất là cuốn hút. Ở xa xa rất đông các bạn fan Nhật Boy. Tôi đang có mặt trên sân bóng đá Sơn Trường 2 ở khu vực Hoàng Minh Giám. Từ thôi Linh ơi. Tình huống rất khéo léo của tiền đạo. Rất tuyệt vời. Một pha đi bóng như Messi của cô gái áo hồng chúng ta. Đây là một tiền đạo có thể hình cao to, và có lẽ như là một fan của Zlatan Ibrahimovic, cầu thủ đã từng thi đấu rất thành công cho đội bóng Serie A, và Ibra cũng đã từng thi đấu cho đội câu lạc bộ Barcelona. Trận đấu càng lúc càng gay cấn. Rất khéo léo. Tối ngày hôm nay thì trời có gió, điều đó cũng hơi ảnh hưởng tới quỹ đạo bay của bóng. Đây chỉ là buổi đá tổng của mình thôi đúng không em? Đá đối à? Em đá đối với đội Fan EBU à? À đại học luôn à? À ok. Như vậy đây sẽ là trận đấu giữa đội nữ Barca Hà Nội và đội đại học Hà Nội. Fan nữ của đại học giáo dục Hà Nội. Vậy là những cô giáo của Đại học Giáo dục Hà Nội sẽ thi đấu với những cô gái đến từ fan của Barca, những cu lê đích thực. Anh chưa có này. Ui, thế thì còn gì bằng. Em nắm anh hỏi em trước. Em có người yêu rồi. Em có người yêu rồi à? Em nắm toàn bộ. Xong rồi em chụp Facebook của em là gì? Facebook của em là Trịnh Nguyễn. Trịnh Nguyễn. Thế anh đưa ra cổ vũ cho em thôi, em sẽ phát trực tiếp phát. Chuyện này không lùi tay tao. Anh dài mấy lần rồi. Bắt đi được không? Đội nữ của mình là các bạn là ở Hà Nội này hay là ở các tỉnh khác nữa? À, tập hợp các tỉnh thành. Ok. Nam Định, Thái Bình, Hà Nam rồi. Hà Nam Thanh Hóa quen rồi, đừng quay em. Không sao, không đi đâu. Em dễ thương mà. Ok. À thế à? 10 năm rồi mới đụng một bóng.
Bạn 88 á? Lấy chồng gì em? Chắc chưa? Trên fan của em có tác pay của các em không? Để có gì anh trao đổi. Giờ nào anh, tức là hôm nay anh tình cờ thôi, chứ anh không chuẩn bị. Vì anh sẽ có một đội quay riêng mà. Hôm nay chỉ quay tạm thời vào điện thoại của anh thôi. Ừ, thế cho anh số nhé. Lúc nào quay chính thức thì anh muốn là đội mình có đồng phục. Ừ, có đồng phục Barca nhé, chỉ cần đồng phục Barca thôi. Anh sẽ làm một cái phóng sự về mình. Không, bình thường thôi. Tức là mình chỉ cần nói lên cái đam mê và quay một vài cái gọi là hình ảnh mình thi đấu thôi. Cứ bình thường thôi, tức là em cứ cho nó diễn ra bình thường, không có gì quan trọng hóa vấn đề các bạn. Thì đây là những câu chuyện cuộc sống bình thường mà. Ok, thế lát rồi em cho anh số rồi có gì anh đi làm nhé. Anh vừa đi đá phủi nhưng anh cũng sẽ vừa quan sát rồi anh thu thập các thông tin các đội ấy. Để anh làm cho đội các bạn tổ chức mà. Anh thì là fan của Lea. Anh là Marita. Gọi là những tình huống rất nguy hiểm của các cô gái đến từ khoa giáo dục. Anh cũng anh ơi, hôm trước mà bọn em đá với anh mà anh này mà quay được đến trời ơi, bọn em xin được nổi tiếng. Ở đây tiền đạo của chúng ta, tiền đạo của Barca. Có thể hình tương đối cao như cô gái này, rất khéo léo. Rất tuyệt vời. Đây là một tình huống phạt góc của các cô gái Barca. Về lùi về, lùi về đi. Tình huống cản phá kịp thời của hậu vệ. Thủ môn của chúng ta là một cô gái khá là xinh xắn. Linh ơi, bỏ quân xuống, đang quay. Linh, bỏ quân xuống, đang lên sóng. Tôi sẽ cho anh em xem cận cảnh những bóng hồng của chúng ta. Như vậy là thủ môn múa quạt như Đặng Văn Lâm vậy. Có lẽ đây là một cô gái fan của Đặng Văn Lâm, thủ môn của đội tuyển quốc gia Việt Nam chúng ta. Một tình huống múa quạt rất là hài hước và đáng yêu của cô gái này. Rất vui nhộn anh em ạ. Có lẽ đây cũng là một fan của Khá Bánh, của dòng nhạc Vinahouse bất diệt. Anh cũng là fan của Vinahouse mà. Ui, vào rồi. Như vậy là một tình huống chỉ có một tình huống phạt góc thôi.
Phan Bát Xa. Quay báo sân không được rồi. Như vậy là có một tình huống phát bóng lên cho các cô gái của FC khoa giáo dục Đại học Hà Nội. Cô gái khoác trên mình những chiếc áo hồng rất là dễ thương. Đây là một trận đấu đối giữa hai đội. Vậy là phía ngoài đang có một cầu thủ của Barca chuẩn bị vào sân. Bắt bóng rất tốt của đội thủ môn bên phía FC giáo dục. Em có thể dành cho các bạn khán giả một tin. Chết mất rồi. Cô gái ở trên đường bích cũng rất xinh xắn. Kính cận rất dễ thương. Trận đấu đang trở nên nóng hơn. Thank you.